Hello mọi người, máy Toro mới về được anh em ủng hộ nha. Thì hôm nay anh khách ở Hậu Giang đặt một bộ gồm một cây cần Asino Strong 2,7 m nha và một cái máy Toro DF 7000. Thì sẵn đóng hàng cho anh khách thì sẽ review sơ qua cái combo này cho những anh em nào mà đang cần những cái bộ combo giống thế này có thể đặt hàng bên shop luôn nha. Thì cần 2,7 m giá là 980.000, còn máy 7.000 giá là 900.000. Một bộ combo này nó rơi khoảng 1 triệu triệu 8, triệu 8 mấy á nha. Thì máy á, thì sẽ có tặng kèm cho mọi người một cuộn dây này. Đây cuộn dây Toro 7 màu nha, 250 m. Dây thì có số 4 6 8 10 12. Dây 7 màu. Dây này thì 135.000 một cuộn nha mọi người. 250 m. Dây tải cũng rất là cao nha, tải khỏe. Đây là số 10 tương đương 0,55 mm, tải 19,2 kg nha. Dây 7 màu. Và cây cần. Cây cần thì sẽ tặng kèm cho mọi người một cái chống vê nha. Đây, cái chống vê thế này. Đó, mọi người mua cần chống thì có. Đó, mọi người mua cần với máy thì có chống và dây luôn. Nó coi như là một bộ nha, tầm 1 triệu mấy. Bộ này cho người đi câu sông hoặc đi câu hồ dịch vụ vẫn được luôn. Thì mở sơ lại cái cây cần nha. Rồi đây, mẫu Asino bạch kim này khá quen thuộc của mọi người. Thì mẫu mới mọi người để ý là cái chân khoen nè, khoen màu vàng và cái chỉ ở chân khoen là màu bạc nha. Cần chúng ta là vẫn là cái phôi bạch kim huyền thoại trước giờ. Thì hiện tại shop em có hai size 3m15 và size 2m7 nha. Còn size 3m thì chưa có về. Khi nào size 3m về thì em sẽ lên clip lại cho mọi người nha. Khoen vàng, khoen bướm nha. Và khoen này khoen Fuji nha. Một số anh em không biết xem ở đâu, không biết đọc thông tin ở đâu thì nói là khoen này là khoen thường chứ không phải khoen Fuji. Đây sứ tròn nha mọi người. Và khoen là khoen bướm. Đọt cần 2,7 m và 3,15 m thì đọt khoảng 3,6 l nha mọi người. Nó cây này cho mọi người đi câu sông hồ cũng được hết. Ở phần phía dưới bát máy có khâu theo la nha mọi người. Bát máy là bát Fuji tem đen nha. Kén thì kén mút hở. Rồi, mẫu cần này khá quen thuộc cho mọi người. Thì bây giờ sẽ khui cái máy ra. Thì một số anh em mà chưa biết tới cái dòng máy Toro. Máy mới chính hãng 100% nha mọi người. Ở trên cái vỏ nè có cái barcode cho mọi người kiểm tra thông tin của máy nha. Máy tặng kèm cho người một cái túi nè, túi đựng và sách vở. Đây, máy nhìn tay quay cũng rất là xịn sò. Tay quay nhìn giống cái máy Daiwa BG mọi người. Đây. Giống nha. Tay quay cũng là dạng ren vặn, cốt cũng khá là to. Về thông số của máy. Đây, máy được đựng trong cái hộp chống sốc luôn nè. Người về có thể nha, giữ cái hộp này đựng máy luôn cũng được nha. Về thông số nè, có 3 size 6, 7 và 8. Thì size 6, 7, 8 đều return 5.1 và mặt ráp là 12 kg hết nha. 5 cộng 1 bật đạn nè. Thông số vào dây thì nếu mà size 6.000 á, size 0.28 thì 240. Còn 7.000 size 37 thì 230. Và 8.000 size 37 là 250 nha. 7.000 với 8.000 gần như nhau, có 6.000 thì size hơi nhỏ một chút nha. Cân nặng thì khoảng 410 tới 410 mấy gram cho size 6. Cho size 7.000 và 8.000, 6.000 thì khoảng 350 gram thôi, 6.000 nhẹ hơn. Răng vặn đổi trái phải được nha mọi người. 5 cộng 1 bật đạn quay cũng rất khá là êm luôn. Mọi người đổi thì cứ vặn ở bên đây ra nha và đổi trái phải. Thì dòng Toro này một số anh em hỏi có cốt tự lực không thì dòng này nó không có cốt tự lực nha. Cốt thì cũng được tầm khoảng 5 đến 6 ly cho size 6.000 và 7.000, 8.000 nha. Cái kiểu tạo tiếng kêu nè giống như những dòng máy Asino nha mọi người. Nó vẫn ma sát lên cái mô bin nồi chúng ta nè. Đó rồi thì giá lẻ
nếu mà cần 2m7 giá nó là 980 ngàn, còn máy nếu mà size 6 ngàn á là 850 ngàn, 7 ngàn là 900 và 8 ngàn 950 nha, miễn ship toàn quốc cho người luôn. Mọi người mua mặc định sẽ tặng kèm cho mọi người một cuộn dây đây, mọi người lấy size nào cũng được nha, cũng như đầu clip có nói qua rồi nha mọi người. Rồi ok, mọi người yêu thích combo này hoặc là mua lẻ từng món cứ alo shop rạng nha. Nó thì giá đã bao gồm phí vận chuyển hết nha mọi người. Hàng đến mọi người cứ kiểm tra hàng và trả đúng cái giá cần máy hoặc là giá bộ thôi, không trả thêm chi phí nào nha. Rồi mọi người yêu thích combo này, alo shop và hai số điện thoại trên màn hình. Mọi người cho địa chỉ, shop sẽ gửi hàng đến tận nơi, tận nhà cho mọi người. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người.